Nguyện mấy hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thánh văn và cả thảy thánh hiền duyên cõi đài sáng chói trùm đến vô biên cõi khắp sông cả chúng sanh đều phát lòng Bồ Đề hết một bao thân này sanh về cõi cực lạc. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, sanh chẳng nghĩ bàn, nên nay con đảnh lễ sắc thân Phật vô tận. Trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trú cho nên con về nương sức chi lớn nguyện lớn cảm độ chúng quần sanh. Khiến bỏ thân nóng khổ ấy sanh kia nước mắt vui, con nay sạch ba nghiệp mà quý và tan tháng nguyện cùng ca chúng sanh đồng sanh nước cực làng. Nhân tâm đành lệ tịnh độ A Di Đà, Như Lai pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô thập bảo trang nghiêm độ A Di Đà, Như khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô phương tiện thánh cư độ A Di Đà, Như Lai thân trang nghiêm giải thoát khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà, Như Lai thân cảnh giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây A Di Đà, Như Lai thân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây giáo hạnh ly ba kinh tột nói bày chân khắp pháp giới tôn pháp. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô cõi an là phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát thân tự tìm muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát.
nhân tâm đảnh lễ. Bye.
Bồ Tát. Trung tu Bồ Tát chế hạnh Bồ Tát giải thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Vô Hiền Đại Trí Thật Hành Vô Lượng Hành Nguyện. Quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang. Rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia cô hành hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian pháp đem sân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh nha người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mầm vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tham dục gốc sạch câu uế hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh tuyên thuyết diệu ly tính công lụy đức gây tạo phương điện đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành hạ thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì hiện như vậy như nhà ảo thuật biến ra ca thành tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng là như vậy đã thông đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền cả thân máu như ánh chấp và tan lưới chấp toan vây ràng buộc qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện khéo lập phương tiện hiến thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tông trì ngộ nhập hoa nghiêm tam muội chứng trăm ngàn tông trì tam muội vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi khắp cõi phần được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông đà tiên nói ca chúng sanh cai thì thật tương vũ trụ vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh rồi vời vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cởi mở cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giác ngộ quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại bồ tát như vậy đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo 7000 vị ưu bà tắc 500 vị ưu bà di và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi bây giờ đứng thế tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ và pháp tôn giả nan liền tự
suy nghĩ. Ngày nay đứng thế con hiền sẵn tướng nghiêm tình rằng rỡ nguy nguy cõi nước trang nghiêm từ trước đến nay ta chưa từng thấy thật là hy hữu liền từ chỗ ngồi đứng dậy kịch áo vài hương quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng bạch đứng thế tôn hôm nay thế tôn vào đài tịch định an trụ trong pháp đặc biệt an trụ trong pháp hành tối thân của chư phật qua hiện về lai phật phật nhớ nhau thế tôn vì nhớ chư phật quá khứ chư phật vì lai này Phật hiện tại phương khác vì sao lại có hoài thần hiếm diệu thù đạt như vậy cuối xin đừng thế tôn chỉ dạy bây giờ đến phần bảo tôn giả nan lành thay ông vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy lời thưa hỏi của Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuống đồng trong một thiên hạ vì sao vậy chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay mà đường độ thoát này a nan như lai vì lòng đại bi vô tận thương xót hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông lời in rằng lớn nan nên biến đi chánh gia của Như Lai rất có suy lượng không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp thân và các căn không có sanh diệt vì sao vậy định huệ của Như Lai thông đã theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt dạy rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này a nan ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn tranh giác minh hành tung thiên thể định huệ tăng thường kiến cố mân động tu hành tinh tấn đến trước đinh phật đành lệ quỳ gối chắp tay tảng thang phật đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm thế gian công ngài sanh kiềm được sáng ngời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hỏa châu lưu mờ cả thế tôn diễn thuyết một
hữu tình thấy thông yêu. Lại hay hiền sáng thân đẹp để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành Phật có tiếng tốt đưa Pháp âm đến vô biên cõi tuyên dương Pháp giới định tinh tấn. Thông đà rộng sâu phát nhìn màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tình dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tam sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam muội như vô lượng vòng đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quần sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh và bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến đưa độ kẻ đã độ rồi kiến thành Phật giả sư cúng dưỡng hằng xa thanh không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyên an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thụ thắng trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi mà về cõi con hưởng an la thường vẫn từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận biểu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu xin vào thánh trí chứng biết cho dù cho thân nát trong căn khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi phần thứ năm chi tâm tịnh tăng pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn con nay tu hành bồ tát đã phát tâm vô thường chánh giác giữ nguyện làm phật tăng được như phật nguyện đức phật vì con rộng giảng kinh pháp con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác nguyện khi con thành phật trí huệ sáng xuống hào quang sáng chói tiếng tâm đủ độ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước con đều thành bồ tát nguyện con lập đây tất cả đều hơn cả cõi phật khá có đường chẳng đứng phật thế gian tự tại vương liền nói với phàm tăng rằng thi như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây người đã hết lòng cầu đạo tính tấn công dương quyết sẽ được kết quả vậy thì nguyện gì mà chẳng thành người tự suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tự được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế người nên tự biết với việc thân tình coi phần người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng bạch đứng thế tôn điều ấy qua sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được cuối xin đức như lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa cuốn chư phật khi con được nghe các pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện con mới được viên mãn đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của 210 ức đức phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn trải qua ngàn năm bây giờ pháp tàng tỳ kheo
Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi xấu đẹp thiện ác của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tính cần cầu tiến kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi hai mươi mốt vô số cõi Phật công đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nữ Phật khi đã tu tâm rồi lại đến chỗ của Như Lai Thế Tự Tại Vương cúi đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Phật nói: Lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng. Cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ tròn đủ vô lượng đại nguyện. Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng Bồ Đề. Thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác. Cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tấn thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đọa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con, thân tướng sắc vàng rồng đủ ba mươi hai tướng, có đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trực tân ca đồng một dung nhan. Nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước, thấy rõ những việc thiện ác đã làm, nghe rõ sự việc khắp mười phương cả ba đời cứ lai hiện tại. Nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông, biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ứng cõi Phật. Nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thần thông tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc. Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt tình tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niên bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con
con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con anh lòng tin tưởng nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thề không thành chánh giác ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp. Khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con phát tâm bồ đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật kiên cố không lùi lại đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt đến khi mạng chung con cùng thánh chung bồ tát liền đến tìm đón khoảnh khắc sanh về cõi con được vẫn thôi chuyện nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con nhớ nghĩ nước con phá tâm bồ đề kiên cố không thôi lui trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc đều được gọi ý nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con màng chung không lạc vào ba đường ác liền sanh về nước con nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có phụ nữ nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm bồ đề chán ghét nữ thân mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Cả loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen thất bảo nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng đem tâm thanh tịnh tu hành bồ tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thụ thân phạm hạnh nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường ác chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định không còn nhiễm não tâm được mất mê hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận. Nếu con khởi tướng niềm tham đắm con sao thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành thân thể vững chắc như kim cang bất hoại thân mình đều có hào quang chiếu sáng thân tựu hết thay trí huệ biện tài không
đồng nói các pháp biểu giảng kinh thuyết pháp tiên như chuông vàng. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước, con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Xứ, trừ khi phát nguyện rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Nguyện phát tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện phổ hiền quý sanh vào thế giới các hành lìa a tu hoặc tích thuyết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, chúng sanh sanh vào nước, con nếu hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng và trong coi nước, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì gì không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lòng lấy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, vô lượng cây cành trong cõi nước, con cao trăm ngàn gió tuân cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phẩm cùng có thể biến rõ. Nếu muốn thấy các cõi thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bằng ca tư nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lầu cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bằng Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đăng tam mùi các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật. Tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật, các bậc Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn đà la ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ma nhận nơi Phật pháp mà không chứng được bậc thôi chuyển thể không thành chánh giác. Phẩm thứ bảy khuyết thành chánh giác này á nan, bây giờ thì theo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc bài tụng con làm nguyện hướng đời tất đến đạo vô thượng niệm này. Nếu không toại thề không thành chánh
sanh thành tứ quá bồ đề. Con nêu thành chánh giáo lấy tên vô lượng thọ chúng sanh, nghe danh này sanh về cõi đứa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cúng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quan sanh ly dùng sâu thiền định tình huệ thú phan mạnh huyền đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứ gọi ca ánh nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trí huệ chính được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các hành tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy pháp xưa từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mãn lời pháp nguyên pháp cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đời thiên tại chân đồng ca thiên thần trên công mưa xuống trân diệu hoa này a nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi. Mặn đất chân đồng sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà từ trói không trung vang lời khen quyết chất thành vô thường chân gian. Phẩm thứ tám tích công lũy đến này a nan phan tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi. An trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt thắng diệu kiến lập vĩnh viễn tuyệt không hư hoài. Không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hằng không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư Phật thuở quá tư đã tu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối chân đế môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thành tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm nếu có quân thành sớm làm quen thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thường chánh giác do thành thục các căn lành như vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư sĩ hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương chuyển luân thanh vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng nhãn đoàn. Nhưng không đơn như vậy chẳng thể kể hết miệng thường tỏa hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh thưa
thường xuất sanh cho bao vô tận tất cả đồ cần dùng đẹp để tối thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đa la tam miếu tam bồ đề phần thứ chín thanh cơ biến mạng này a nan phàm tạng tỳ kheo tu hành bồ tát tích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thề. Thành tựu viên mãn như thần an trụ phụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi phật được ôn giá nàng nghe đức phật nói lời đấy rồi cũng kính thưa rằng bằng đức thế tôn phàm tạng bồ tát chứng mô đề là đã thành phật và nhập diệt rồi hay chưa thành phật hay đã thành phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức phật như nay kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một miền đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc phàm tạng thành phần hiểu là di đa thành phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung bồ tát thanh văn cũng kính vậy quanh phẩm thứ mười điều nguyện làm phần lúc đức phật nói a di đà phật khi làm bồ tát viên mãn hành nguyện rồi a xa vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía họ đặt tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành phần đều như đức phật a di đà đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành phần đời trước khi con tu hành bồ tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường 400 ưng đức phật thời phật ca diêm họ là đệ tử ta nay lại đến cúng dường ta ca tỳ kheo nghe đức phật nói đều rất vui mừng phẩm mười một cõi nước im tĩnh này a nan cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm tuyệt không có nhân từ khổ nạn không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gông đá sỏi núi thiết phi núi tu gì đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thanh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá nan nghe rồi thưa phật bạch đừng thế tôn nèo cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đao lời thiên nương tựa vào đâu này a nan trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giá a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghi bàn được đức phật hỏi a nan bất tư nghi nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông bất khả tư nghi nghiệp bao
chúng sanh cùng bất khả tư nghị. Căn lành của chúng sanh bất khả tư nghị, thánh lực chư Phật thế giới chư Phật cũng bất khả tư nghị. Đặng được chúng sanh công đức thiện lực trú hành nghiệm địa và thần lực chư Phật cũng đều như vậy cả. Tôn giả A Nan cư bành đứng thế tôn nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được. Đối với pháp này thờ con không hỏi nghi, nhưng vì muôn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này. Phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này A Nan, ngoài thần và kịp. Quang minh này chiếu khắp hàng xa coi phần ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy. Hào quang đành đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật. Hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần, về bốn miền không ai đứng đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng, nên khi thành Phật tự có hạn lương. Quang minh đơn Phật A Di Đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng, nhưng nguyện tôn quý trong cả ánh sáng nên Phật vô lượng thọ cũng yêu là Phật vô lượng quang, Phật vô biên quang, Phật vô ngại quang, Phật vô đẳng quang, Phật trí huệ quang, Phật thường chiếu quang, Phật thân tịnh quang, Phật hoan hỷ quang, Phật giải thoát quang, Phật an ổn quang, Phật siêu nhật nguyệt quang, Phật bất tư nghị quang. Quang minh này chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào gặp được quang minh này thì thôi tiêu diệt điều lành phá sanh thân ý hòa diệu đều ở tam độ chiều vô cùng cực. Thấy được quang minh này liền được dừng khổ mãn chúng được giải thoát, chúng sanh nào nghe được ngoài thần công đức quang minh này ngày đêm khen nói chi tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm mười ba thọ mạng đại chúng vô thượng này A Nan đứng vào vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được, lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bằng nhân, trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới và sử chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đến được, ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần thành văn trong phần hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên đều lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi, rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả.
chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị mục kiền liên tay còn biết được số lượng còn nước nơi bụi tóc so bơi biển cả không thể tính được thọ mạng của phật và thọ lượng chúng bồ tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần băng vàng hoàng ngọc mà não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng do hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiểm thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mì ngọc làm hoa mà não làm quả lại có cánh cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay đồng phá ca âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá buông phía hai mươi vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sẽ chói sáng cùng khắp lại có các ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi võng trăng diệu trăm ngàn vàng sáng dần mắt trên không vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau răng vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện nên gió nhẹ thôi đến lay đồng cành lá phát ra vô lượng âm thanh diệu phẩm vang khắp các cõi phật âm thanh du dương hòa nhã cõi thắng bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới nếu chúng sanh nào thấy được cây bồ đề nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây thì sao căng thanh tình không có náo loạn trụ vào bất coi chuyển cho đến khi thành phần nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn một là âm hưởng nhẫn hai là nhu nhẫn ba là vô sanh pháp nhẫn này à nan hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi phật ấy làm các phật sự như vậy là do sân ngoài thần mang nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của phật vô lượng thọ vậy phẩm mười sáu nhà cửa lầu gác gian đường tỉnh xá lộ quán lan can nơi coi phật vô lượng thọ cũng do bay báo tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni nghiêm sức sáng chói không bị được cung điện của bồ tát cũng lại như vậy nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ thánh kinh hành những vị tự đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đã hoàn
Từ Đà Na Hoặc Na La Vị Chưa Chứng A Di Việt Trí Thị Chứng A Di Việt Trí Ca Về Ấy Từ Niệm Đạo Thuy Bao Hằng Đạo Đầy Đủ Pháp Hệ Phẩm Mười Bảy Suối Ao Còn Đứng Hai Bên Giang Đường Có Ao Suối Chạy Quanh Ngang Dọc Sâu Cạn Bằng Nhau Hoặc Mười Hai Mươi Hoặc Trăm Ngàn Do Tuần Phận Lặng Thơm Sạch Nước Đủ Tám Công Đức Trên Bờ Có Vô Số Cây Chiên Đàn Cày Trái Các Tường Hoa Quả Thơm Có Chiếu Sang Rừng Trở La Dày Trên ao tỏ ra các mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo nước bay xa thế gian không đi đường cán ao bằng bày bao đáy vàng cán vàng cán hoa sen ngư bất la băng đầm ma câu vân đầu phấn đà lấy nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nước chung sanh muộn tâm nêu muộn đến chân đến gối đến lưng đến cổ hoàng muốn rươi thăm thân muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hai từ từ nhân nhân theo ý muốn giúp pha giận tanh phá mê khai ngộ sạch sẽ yên tình các bao dưới đầy phạm chiếu khắp nơi sống gần lăng tăng phát ra bồ lượng âm thanh vi diệu đạo tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng thập lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quang đánh thọ về khi nghe thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tục căn lành y muốn nghe pháp nào chỉ có pháp độ phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thối tâm bồ đề những người trong mười phương thế giới được vãng sanh đều hóa sanh từ trong bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt không còn nghe tên khổ nào khổ nạn của tam đồ giả dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui thân tự nhiên do vậy nước nó gọi là thân là phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dùng sẵn lòng lấy hơn hẳn thế gian đồng một hình thể không có tương sai biệt chỉ vì tuân theo lệ lối các phương căn nên có tên thiên nhân này A Nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên để vương diện mạo hình trạng có thể sanh bằng không đế vương nếu so với chuyển thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin chuyển luân thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ trời đế thích so với cõi trời tư xấu thua xa trăm ngàn lần cõi trời thứ xấu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sanh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc được tên như cung điện y phục ấm tất như là những vật ở cung trời tha hoa tự tại còn như hoài đứng văn vị thần thông miên hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ưng lần hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được A Nan nên biết coi nương từng là của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm không thể
phẩm mười chín đó dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới cực lạc. Hoàng đã sanh, hoàng đang sanh, hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy, hình dung tướng màu đoan nghiêm. Phương đường vô lượng trí huệ sáng suốt, thân thông tự tại thọ dụng phong cúc cung điện phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm. Các sự cần dùng đều theo ý muốn, khi muốn ăn chèn bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra. Trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn, tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn, chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng. Không có đài tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng, không tham luyến hương vị. Dùng rồi liền miếng mắm đến giờ ăn lại hiện ra, lại có nhiều y phục bao đêm dài mũ bằng anh lạnh trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng. Tất cả tự nhiên mặc vào thân nhà cửa xứng với hình sắc. Lưỡi bảo dặn trên không linh bảo treo thắm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hình sức tráng lệ lầu cáng lan cáng mái hiên điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc không ở trung ẩn trên đất bằng. Thanh tình yên ổn vì diệu an vui thì hiện đến đầy đủ. Phẩm hai mươi gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lấy động lưới văn và cán cây bao phán ra âm thanh vì khổ không vô thường vô ngã. Càng ba la bằng lứa vô vàng thứ hương đứng ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được việc tận định. Lại thôi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đấng thứ lớn theo sắc không có tạm loạn êm dịu sáng sạch như đâu la miên chân đi lên lúc sau bổn long tay. Khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua cõi giờ đất xanh sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trưa không khác như vậy sau lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21 sen bao và quang lại có nhiều hoa sen bao cùng khắp cả nước mỗi mỗi hoa bao có trăm ngàn ngực cánh ánh sáng mỗi hoa có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy. Lại có vô lượng nhiều bảo trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nửa do tuần hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phán ra ba mười sáu trăm ngàn ức tia sáng trong mỗi ánh sáng có ba mười sáu trăm ngàn đức Phật sắc thân tự kim tướng có khổ đặc mỗi mỗi đứng vang lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương nói pha vì Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22 quyết kinh cực quả lại này A Nan coi nước đứng Phật đó có cảnh tối tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tố ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không
tam đắm nhà thương. Mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân, cũng không có nhà ở riêng biệt, chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an là tối thượng. Nếu có trai lành gái tín nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định, quyết sẽ chứng được a nào đa la tam hiệu tam bồ đề. Tại sao vậy? Nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc đường. Phẩm 23 mười phương chư Phật tan tán lại nữa, xuất tương lưới rộng dài phóng vô lượng quang minh, nói lời thành thật khen ngợi trong đức văn ca tư nghi của đức Phật. Vô lượng to hằng xa thế giới chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tan như thế. Tại sao vậy? Vì muốn chúng sanh ở các phương khác nghe danh hiệu đứng Phật, vô lượng thọ phán tâm tăng tình nhớ nghĩ thọ trì quy cúng dường cho đến phan một niềm tình tin. Nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc hay, tùy nguyện vãng sanh được mẫn thôi chuyện cho đến qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phẩm 24 ba bậc vãng sanh này a nan, chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy, có ba hàng bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tam dục nhưng làm sa môn phát tâm bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm các công đức nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi bàn chung đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện lên trước mặt liền theo đức Phật sanh về cõi đó. Tự nhiên hoa sanh trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần thông từ tại này a nan. Nếu có chúng sanh muốn hiền đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm vô thượng bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc. Nhóm chưa được căn lành nào nên đem hồi hướng do thấy được Phật, đến khi sanh về nương đó được Phật bấm thôi chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề. Hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tường cung dường, treo phang đốt đèn dân cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực là khi mạng chúng hóa thân đức Phật A Di Đà. Hiện đã đầy đủ tương tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó. Nhịp thọ tim nhân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc, ở bậc bấm thôi chuyển vô thượng bồ đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Hàng hà phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sau còn chút nghi ngờ lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mãn chung mong thấy đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc trung. Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm tha
thanh tịnh hướng về Đức Vô Lượng Thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về Cực Lạc. Nghe pháp rộng sao hiểu rộng ra cho đến được muôn niệm thanh tịnh pháp một niệm nhớ nghĩ đến lên Phật đó người này mang chúng thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước Cực Lạc. Được bấm thôi chuyện vô thượng Bồ Đề lại này A Nan, nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi Cực là pháp tâm Bồ Đề. Dự cán giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ kiên được an vui hằng nhờ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây. Người ấy khi mang chúng có sẵn tượng trang nghiêm như Phật sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thôi truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng thiền định nhưng hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dược, không nói dối, không theo về, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê ngày đêm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Có nhiều công đức, nhiều sở trang nghiêm chí tâm quy đảnh lễ cúng dường người ấy. Mạng chúng không kinh sợ tâm không rối loạn liền được quang sanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới nhưng tâm thanh tịnh, lúc rảnh rồi yên tĩnh thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng từ tâm tinh tâm, không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ăn hằn hồ nghi hiếu thuận trong tin, tin sau lời Phật dạy tin làm lành đánh phước phụng trì ca pháp. Như vậy không được thiếu mất suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà trong mười ngày mười đêm cho đến đêm không ngừng nghỉ. Khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát, những người vãng sanh đều được bất thôi chuyển thân sẵn đủ 32 tướng có sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác theo tâm ước nguyện, tùy sự chuyên cần sáng tối cầu đạo công ngừng sẽ được cánh qua không mong chi nguyện này A Nan. Do điều lời này nên vô lượng vô số bất cả tư nghị vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dường tan tan công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lệ cũng nghe pháp lại nữa A Nan, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới lệ Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc, đem hương hoa tràn vàng bao cái đến chỗ Phật cũng kinh cũng dường. Nghe giảng kinh pháp và xướng danh ca ngợi sự tuyên dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng đông phương ca cõi Phật số nhiều như hàng xa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, nam tây bắc vô
phát những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần. Cứu cánh thần thông huệ chứng nhằm sau pháp môn nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong cả sự cúng dường siêng tu không biến trẻ quan cõi thù thân kia vì diệu khó nghĩ bàn. Công đức răn trang nghiêm cõi phần khá có bằng nhân phán tâm vô thượng nguyện mau thành bồ đề bây giờ vô lượng thọ kim dung hiển mỉm cười hào quang từ miệng ra chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đánh phần bồ tát thấy quang này liền chứng bấm thôi chuyển tất cả chúng trong hội đều vui mừng hơn hở lời Phật như sấm vang tiếng ban âm vi diệu bồ tát mười phương đến di đà thâu rõ tâm chỉ cầu cõi nghiêm tình thọ ký xe thành Phật vi rõ tất cả pháp như mộng huyền tiếng vang tròn đầy các diệu nguyện quyết thành như cần là bia cõi như ảnh tượng quan tâm thể nguyện lớn rốn ráo hành bồ tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo bồ đề thọ ký sẽ thành Phật thông đạt pháp tăng hết tại không vô ngã chuyên cầu tình cõi Phật quyết thành như cực là nghe pháp văn phùng hành đà lên chốn thanh tịnh tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù thân vô biên cõi do nguyện lực di đà nghe danh cầu vãng sanh đến bằng vân tôi chuyển lâm thề nguyện bồ tát nguyện cõi này không ca cấm đồ hơn thầy chúng đều phán tâm bồ đề bỏ thân hồi rồi đều đường lên bờ giáp cùng sự bản ứng Phật giáo cầm căn cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cưng làng phẩm 27 ca tháng Phật đứng này A Nan Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thần của Phật trong quang bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để hoa hương tràn phan đồ cung dường khởi tâm liền hiện đủ căn cứ chân bao thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn rải hoa liền trên không mà trùng các hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn lớn có trăm ngàn sẵn sàng mọi sẵn có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười gió tuần cứ vậy lớn dần trầm khắp ba ngàn thế giới theo đó trướng sao thừa lớp ân hiện nếu không có ai cùng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không vang tiếng nhạc phi diệu tán thán Phật đức chốc trong lá trở về môn quốc tu hòm tái giảng đường thần bảo nghe Phật vô lượng thọ rộng vàng diệu pháp tâm ni thông trìa vui mừng đài ngộ lại có gió thơm thôi hàng cây báo quát âm thanh vị diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ư ý nguyện cúng dường không dứt chư tiên đem trăm ba ngàn hoa hương vàng thứ ký nhà đến cúng dường Phật và chúng Bồ Tát thanh văn chư thiên trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức oai thần bốn nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cúng dường các đứng như lại có căn lành tương tụng không giảm theo kéo tu tâm kéo nhiêm thủ kéo thành tựu vậy phẩm 28 đại sĩ thần quan này
được ai ngộ được vạn sanh của chư thiên nhân loại cho đến ca loài bò bay xuân đồng chúng thành văn ở cõi phận kia có thân sản tam thượng ảnh sanh của bồ tát chiếu xa một trăm do tuần có hai vị bồ tát tôn quy bằng nhân hoài thần và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn ca ngàn thế giới tôn giả nan thư phần bạch đức thế tôn hai vị bồ tát ấy danh hiệu gì phần nói một vị tên là quán thế âm vị thứ hai tên là đại thế chí hai vị bồ tát còn ở cõi ta bà tu hành bồ tát được sanh về cõi cực là thường ở hai bên tả hữu phật a di đà muốn đến mười phương vô lượng cõi văn liền đến hiện ở thế giới này làm nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tin ở thế gian nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 nguyên lực hoàng sau lại này A Nan tăng ca Bồ Tát ở cõi phần này hoàng hiện tại hay vị lai đều rất rôn rao được những sanh bộ sư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh làm sư tử không mang áo giáp làm những công đức trang nghiêm cho thề nguyện của mình tuy sanh trong đời an ngũ trừ thì hiện đồng loài cho đến thành phật không có a tu sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng y của đức quang vô lượng thọ muốn đo thoáng tăng cả chúng sanh khắp mười phương thế giới sanh về cõi cực lạc đã đến niên bàn đã làm bồ tát thì quy chân thành phần đã thành phật rồi trở lại giáo hóa độ hoàng triển chuyển không nghĩ thanh văn bồ tát chúng sanh sanh về cõi phần đó đạt đến niên bàn chứng quá phần số nhiều không thể tính được trong cõi phần đó chỉ có một pháp không có tăng thêm vì sao vậy vì như biển lớn là vô cả dòng nước chảy vào biển cả nước trong biển ấy cũng không thêm bớt cõi phật a di đà bên biển rộng lớn sáng đẹp mang lạc hơn cả vô số cõi phật trong mười phương ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lui đến khi con làm bồ tát ân đức bồ thi của phần vô lượng thọ khắp mười phương công cùng cực sâu rộng không lường không thể nói hết đường phẩm 30 bồ tát tu trì lại này A Nan thiền định trí tuệ thần thông ngoại đức can vì bồ tát trong cõi phật đó đều viên mãn mật tạng chư phật rất sâu xa rốt ráo sanh tỏ điều phục các căn thân tâm nhu nhuyễn tâm nhằm chánh huệ công con dư tâm thân hành theo lời phật dạy hành thân giác chi tu ngũ nhãn rõ biết chân đế đà cá tục đế nhục nhãn thì so đó thiên nhãn thấy thông suốt phàm nhãn thấy biết thanh tinh huệ nhãn biết rõ chân công phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phàm tánh biên tài tổng trì từ tại vô ngại biết rõ vô biên phương tiện ở thế gian nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa lý cứu độ ca ưu tình diện nói chân pha vô tưởng vô vi vô phật vô thoát vô phân biệt sanh
lìa điên đảo đôi vầm thò dùng không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi phẩm không hứa không chán. Không mong cầu cũng không chăm chưa cũng không có tưởng oán hận đây kia vì sao vậy các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trương. Thành tựu vô lượng không đứng dùng chân thần trí thấu rõ các pháp là như như biên rõ phương tiện giảng giải về tứ đế không tinh hồng thuyết thế gian tinh luận thánh pháp biết tất cả pháp đều không tịch. Tâm khi phiền nào chứng qua xa trí chứng đều chứng sẵn ở trong ba cõi bình đẳng xuyên tu cứu cánh nhưng thừa đến bờ giải thoát. Quyết dứt lời nghi chứng vô sở đắng dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biến an trụ thần thông được nhưng thừa vẫn quá không nhờ vào người khác. Phẩm 31 công đức chân thần trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu chi thân sáng chói như nhân nguyện tâm trong trắng như tuyết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình đẳng tất cả thanh tịnh. Như lửa cửa sành trần câu hưng ưng như lửa đô phan phiền não không chấm trước như gió không vì chương ngài pháp âm như sấm vang tân tịnh kể chưa giác mưa pháp cam lộ thâm nhuận chúng sanh. Thanh thản như thư không bao dung tất cả thanh tịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm như cây nỉ câu che khắp rộng rãi như chùy kim cang phá tan tà chấp như núi tia vi tà ma ngoài đạo không loay chuyển đường. Tâm chân trời khéo giỏi quyết định luận pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong ngoài sáng sanh phạm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục. Đánh trong pháp làm pháp trang sáng huệ nhận phá si ám thuần tịnh ôn hòa tịch định an nhiên làm đại đạo xưa điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba đập. Thung dung từ tài nhân duyên nguyện lần phá sanh thiền căn phá dẹp ma quân tôn trọng cúng dường chữ phần đèn sáng cho thế gian ruộng phước cõi thân an lành tồn bập tham thọ cúng dường hiền hách hoàng hỷ. Mạnh bào không xa xa thân cương đẹp đẽ công đức biên tài đầy đủ trang nghiêm không ai sanh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộn rao cánh ba la mận an trụ vào tam ma địa bất sanh bất diệt giáo hóa khắp nơi cản quấy hàng nhi thường. A nan ta này lượng nói chân ta công đức càng hàng Bồ Tát ở thế giới cứng là kia tăng cả đều như vậy nếu nói rộng ra trái trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Phẩm 32 to là không cũng tầng phần bảo Di Lăng Bồ Tát và thiên nhân không đến tri huệ của thanh văn Bồ Tát ở cõi đứng phật vô lượng tỏ không thể nói em đưa cõi nữa cũng là kia vi diệu an lạc. Thanh tình như vậy há còn phương pháp nào niệm phật cầu sanh tinh độ tự nhiên thành từ xuân nhâm cũng dường quán kinh tu đạo pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm không cõi chuyện ý không giải đại ngoài hiện an nhàn trong lại tình tánh dung cánh trùm cả thai hư
trong đạo trong ngoài tương ứng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trừng tâm tâm khiết tình không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chánh không bị tà tâm quên đạo tuân lời phần dạy khuyết không trái phạm nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình thản không tham dòng tròn thanh thiền nguyện dòng lòng cầu tiến từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung đã lên dài thoát từ thanh bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh chi nguyện vô thượng thân tâm tịnh định an lạc hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ điện để thấy được tập tướng ca pha bản thể vũ trụ quan sanh xen nhau tất cả chỉ là như như biên chuyển vô cùng quân đơn việc thành thân bảo năm ra vang vàng sáng sanh hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì sanh đường rõ ràng không trên dưới thông suốt không ngăn mé vậy phải hết sân siêng năng tinh tấn tu tập quy chăng đưa quán sanh về cõi vô lượng thanh tịnh Phật A Di Đà chấm dừng năm thu đông kinh an đào đàn đào không có vạn sanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên bỏ tất cả như không siêng năng niệm phật cầu sanh quyết đến cực là có mạng an lạc không cùng há lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ can phẩm 33 quyển dù sanh tâm người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc thân làm lụng đệ tử cũng cách tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo toan không nhà lo nhà quyến thuộc tài vật có hoàng không lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người nên ít muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thường nướng lửa trộm cướp hoang gia trái chỗ lửa thiêu nước chìm tiêu tan sạch sẽ tâm ấy cứ cứ không ai chịu buông xả màng chúng hết thở không ai tránh khỏi nghèo giàu như nhau sao khổ trăm mối thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau không nên ghét giận nhau có không nên thông cảm nhau không nên tham tiếc nói năng hòa nhã định trong đối nhau hề có tranh cãi liền sanh giận dữ thành oán thù nhiều kiếm về sau sự đời đêm nhiều khổ lụy tuy chưa gặp phải phải gặp có ý tưởng ngăn trừ con người vì ai dục nên phải sống chết qua lại sao nếu từ chiều con vui không ai thay thế được lành giờ biến hóa theo đó đi thọ sanh không đồng tu họp không hàng kỳ lúng còn cường trang sao không nỗ lực tập đời đến lúc nào người đời không biết biết được tốt xấu các cũng hòa phước thần trí ngu mùi lại theo cánh giáo điều khác liền tìm điên đảo nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu xí xem chẳng tin kinh phá không biết lo xa say mê dần hờ tham đắm tài sắc tròn chân nghĩ thật đáng thương thay đời trước ô mùi không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì sanh tử luân hồi
không lăng nhau một đời sanh tử tiên đưa thường tiếp buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Nghề nhân sao không ngoài tình dầu sao chẳng suy cùng sẽ kỳ chuyện tâm hành đạo khi tuổi già mạng hết không biết làm sao kẻ mê thì nhiều người ngộ đạo rất ít phần nhiều ôm lòng giết hại. Ăn khi tràn đầy làm điều hư dối trái ngựa trời đang mắng tình tạo tội khi mạng sống anh đoa vào an đạo không biết ngày ra các người phải nghĩ khi xa lìa điều á xin làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi. Đều phải ly biệt chẳng có vui gì nên phải siêng năng tình tấn cầu sanh về cõi an là được trí huệ sáng suốt công đừng thù thân đừng theo tâm tham dục cô phù kinh giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm đường mở sáng ngài Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành đứng thế lời Thế Tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ư khổ Phật là đấng phá vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh. Quang minh vô tận trí huệ phong cung đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm trí được sáng tỏ rất là vui mừng. Phần bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp các hình lưỡi nghi dựng hết ai dùng lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thị chánh đạo độ người chưa độ các ngươi phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luân chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. Sanh đã là khổ già cũng khổ bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ hồi thôi bất tình không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ tâm xấu nói năng động thành tính trong ngoài hợp nhất. Trước từ đồ mình lại ra đồ người đã lòng cầu nguyện chưa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi về sao được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng. Vĩnh viễn chân sanh sanh tử không còn khổ hoàn thọ mạng ngàn vạn kiếm tử tại tùy ý nên phải tinh tấn cầu đạt tâm nguyện không được nghi ngờ. Như còn chung nghi hoàng sẽ sanh về cung điện thân bao ở biên địa của nước cực là chiếu ca tai anh trải qua 500 năm ngày Di Lặc bành phần bành đứng Thế Tôn chúng con xin vâng lời Phật dạy chuyên cần tu học y giáo phụng hành không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35 trước Thế có Phật bảo Di Lặc các ngươi sanh trong đời này tâm ý chánh trực không làm điều ác đó là có đức hạnh lớn vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật thiền nhiều ác ít rất dễ khai hóa chỉ có thế gian năm ác trường này rất là cực khổ ta này thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏ năm điều dữ. Những năm sự thống khổ lìa năm sự theo đón điều phục tâm ấy khiến làm năm điều là
thành phước đức được thầm tự những gì là thăm điều thứ nhất các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác mạnh im yếu chèn ép nhau tàn sát con hài ăn nuốt lẫn nhau không biết làm lành để chịu hậu quả nên có kẻ cùng khổ cô độc căm đến đuôi ngọng si ám ngông cuồng là do đời chưa không tin đạo đức không chịu làm lành những hàng con quý hào phú hiền minh trương gia trí dòng tài cao là do biết từ ai hiếu thuần tu thiền tinh đức từ đời trước khi còn sanh tiền đã làm sai trái sau khi mang chúng vào chốn u minh chuyện thọ thân hình sao sanh vào các nẻo nên có địa ngục súng sanh ví như lao ngục ở thế gian có cực hình kịch khổ thần thức tuy tôi đã tạo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả bao tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội xoay vần nhiều kiếm không thôi rất đã có dài khổ thống không thể nói hết được án đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên tuy không bao ứng tức thời nhưng thiện ác chung quy vẫn phải chịu quả báo điều thứ hai nhân loại thế gian không theo pháp luật hoang dâm thái quá mặt tình phong cũng ở trên thì không minh tại vì không chính hãm hại hoang buồn tổn hại chúng lương thâm miệng khác biệt mưa toan nhiều bề trong ngoài dối trá dần dội ngu si muốn lời về mình tham lam không chán lời hại được thua oan dần thành thù tan nhà mất mạng không sẽ cướp sao giàu có kêu kia không chịu vô thí chất chưa cho đầy nhọc tâm khổ thân đến khi mạng chúng không đem được gì thiện ác hòa phương tùy niệm thọ sanh hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc thấy người làm lành lại còn ủy bán không chịu bắn chưa thường nghĩ trộm cắp rình đòa của người tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa trên đòa bao ba đường a chịu vô lượng khôn xoay vòng nhiều kiếm rất khó ra khỏi đau khổ vô cùng điều thứ ba người đời nương nhau mà sống còn trong đời đất họ màng chẳng đường là bao kẻ bấm lương tâm không chính đến ôm lòng tà ác luôn nghĩ dâm dục phiền não tràn hông thái độ tà nghĩ muốn lung hao tổn tài sản làm điều phi pháp ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại còn tu bè cánh đảng hưng bên gây chiến đánh cơm diệt hại chiếm đoạt bất hiếm chua cấp cho vợ con nó thân hưởng là khiến người chán ghét lo lắng cố cực tạo nhiều tội ác trên vào tam đồ chịu vô lượng khổ qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau không xiềng điều thứ tư người ta ở đời không ai chịu tu thiện nói dối nói lời hung dữ nói đâm thọc nói theo dệt ganh ghét người lành hãm hại người hiền bất hiếu với cha mẹ chân mạng sư trưởng chân thành tin với bằng hữu tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ý thế lấn hiếp mọi người mong người kính nể không biết vô thẹn ôm lòng kiêu mạng có thể giao hoa nhờ chúc phương đức từ đời trước đời này làm ác phương đức mất hết họ mang hết ra đôi can điều án bao vây oán cừu dằn dằn không sao tránh khỏi chỉ việc tiến vào vạn lứa thần
thần thông khổ, bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phóng tung lời biến, không chịu làm lành tu sửa thân tâm. Cha mẹ quyền bảo ngàn trai trong đôi, như là oan gia phụ bạc ân nghĩa, không chung bao đền phong tung leo lòng rượu chè xa hoa. Đằng đoàn vương bình chân chúng lễ nghĩa, không thể can gian giao tim lùng thân quyến thuộc, không phân tình không nhớ ơn cha mẹ, không mà nói nghĩ thầy trò bằng hữu, chỉ lo cho tự thân. Không được một điều lành, không tin phần pháp, không tin sanh tử thiền ác, muốn hai hiền nhân phá hoại phần pháp, ngu si mong mùi tự cho thông minh, không biết từ đâu sanh đến. Chết sẽ đi về đâu vẫn nhân băng thuận lại, muôn thường thọ thương xót khuyên báo lại, không chịu nghe khổ hơi khẳng tiếng, cũng thành vô minh tâm lý cô chấp, không chịu thấu hiểu mạng chúng cần kề hôi tiếp đã không tu thiền. Đến khi nhắm mắt ăn nặng hồi hận, sao còn kịp nữa trong vũ trụ năm đường phong minh, thiện ác bao ứng hòa phước đành rằng thân từ chịu lấy, không ai thay đưa người thiện làm lành thì từ cánh trương đến cõi trương. Từ sáng vào sáng người ác làm ác, từ cánh khổ vào cõi khổ, từ tối vào cho tối ai hay biết được, chỉ có đức phân biệt rõ khai thì chỉ dạy người tuân hành rằng in nên sanh tử không thôi ám đạo công dân. Người đời tạo án như thế nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi khó được giải thoát, đau đớn không thể nói được. Do vậy nên có ngủ ác ngủ thông, ngủ thiêu như lò lửa lớn thiêu đốt thân người, nếu tự nhất tâm giữ ý đoan thân chánh niệm ngôn hành tương xứng, chi tâm làm lành không làm phiền ác thì được độ thoáng đầy đủ vương đứng được trường thọ đến đạo bồ đề. Đây là năm điều thiền. Phẩm 36 bao lừa khuyên lên phân bao di lặng bồ tát, những ngộ an ngủ thông mà ngủ thiêu đo chuyện tim cho nhau, nếu phạm tội tất phải bao án đạo, hiện đời sẽ bị bệnh hoàng tai hương cầu sống không đường, cầu chết không xong, để cho người đời thấy sự chiếu cảm đó, mạng chúng đoa vào ba đường a thông khổ quá lắm, từ bị thiêu đó cùng kinh hoan thu tàn hại lẫn nhau, tạo một tội nhỏ lần thành to lớn. Do tham tâm tài sản không chịu bồ thí, muốn khoái lạc bản thân không chịu phản tình, si am thúc dục tranh lợi về mình, phú quý vinh hoa đường thời vừa ý, không chịu nhẫn nhịn không chuyên tu thiền. Không bao lâu vì thế theo đó tiêu diệt nghiệp lực an bài, bao lưng tự nhiên dù có lo lắng hoàng hồ cũng phải vào bản đạo. Xưa nay như vậy đau khổ lắm thầy, các ngươi được giao pháp của chư Phật chỉ dạy, phải suy nghĩ chính chắn cứ ghi nhớ kỹ trọn đời, không được biến trễ kính phẩm trọng hiền lương thiện từ bi, cầu thoát ba cõi trước sanh không sanh tử lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiền bậc nhân? Phải tự tình tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh thân, tâm thành
tinh cùng thiện tương ứng, đứng theo thì dục dùng không phạm điều an. Nguồn sẵn hòa diệu thân hành kiên căn hành vi cử chỉ bình tĩnh tự tốn vội vàng hâm tâm không mà suy sẽ chính chắn sẽ hồng hối hận về sau uổng phí muôn đời. Phẩm 37 như nghèo đằng của bao cát ngươi đã trồng nhiều căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn đừng phạm cấm giới tự tâm chuyên nhất thanh tình trai giới tu một ngày một đêm ở cõi ta mà hướng làm lành ở cõi vô lương thọ cả trăm năm. Tại sao vậy cõi nước của đấng Phật đó đều hành thiền thích đứng không có một chung án tu thiền ở ta bà mười ngày đêm hướng làm lành ngàn năm ở các cõi phần khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác thì phương đứng tự nhiên có không có duyên để làm a chỉ có thế giới ta bà này thiện ít án nhiều toàn là khổ độc chứ tân ngừng nghi. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chi dạy trao cho kinh pháp về phải nhớ giữ tuân hành tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu chi bao lẫn nhau cùng nhau kim điểm hòa thuận đạo nghĩa. Hoan hỷ tự hiếu nếu có sai phạm phải tự hối cải bỏ ác làm lành sáng nghe tối sửa phụng trì kinh giới như tự nhiên cảm ơn được như xa nguyện ký phần còn tại thế quốc âm thôn trang đều được hoa độ thiên hạ hòa thuận nhật nguyệt trong sáng mưa thuận gió hòa tai dịch không đồng khởi quốc thái dân an bình đạo vô dụng nhân đức hưng vượng giữ gìn lệ nghĩa nước không trộm cướp không có oán tàn mạnh không hiếm yếu đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con. Ta nay làm phần ở đời này chỉ rõ điều lành dương dân khó sanh tử được năm điều thiện lên chốn an là vô vi khi ta nhầm niệm bàn kinh đến lần lần diệt mất nhân dân gian cha làm nhiều điều an ngủ thiêu ngủ tống về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các người nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy không được tái phạm ngài Di Lặc Bồ Tát chấm tay thưa rằng bạch đức Thế Tôn người đời a khổ như vậy Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn không dám sai trái. Phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng đứng Phật bảo tôn giá A Nan nếu người muốn thấy đức vô lượng thanh tịnh bình đẳng và can bồ tát A La Hán vân vân ở cõi nương đó nên đứng dậy quay mặt về phương tây hương mặt trời lặng cung kinh đánh lễ xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bằng đứng Thế Tôn con nay nguyện được thấy đứng Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc cung dường cùng sự vung trọng ca căn lành khi vừa đành lễ liền thấy đứng Phật A Di Đà dung nhan quy quy sắc tương trang nghiêm quang minh rực rỡ cao lớn vừa trên thân cả thế giới lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà tôn giả.
tình kia rất hiếm có, con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đức Thế Tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật. Nhiều thiện căn vương đức, người muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy mong cầu. Vừa nói lời ấy xong, trên tay đức Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới. Chư Phật cõi nước, chư Phật thấy đều hiện rõ. Như được mắng gió quang minh thanh tịnh thù thắng của đức Phật A Di Đà nên ở thế giới này như hắc sơn tuyết sơn kim càng thiên vi càng núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện của trời người. Tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian cho đến địa ngục ngạ quỷ hang hồ thay đều sáng rõ đồng bốn màu sắc như thời kiếp thủy tai như tràn đầy cả vàng vẫn chìm ngập. Thâm thẳm mênh mông chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy. Tất cả quang minh của Thánh Văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của đức Phật. Hàng cư chúng trong đây Thiên Long Bản Bộ người và phi nhân vân vân đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới cực là đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tướng hảo quang minh. Càng hàng thánh văn Bồ Tát cung kính vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân phao sáng rõ chiếu diệu thanh tịnh bình chánh không có tâm huế và hình loài quái gì. Chỉ có ca thơ báo trang nghiêm thanh hiền chúng ở tôn giả nan và các chúng Bồ Tát vân vân đều rất vui mừng hân hở đánh lễ năm vòng xa rất xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miếu Tam Vấn Đàn. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò mấy xuân động đều thấy hào quang ấy. Cả những kẻ bệnh thổ được hên bên cổ, những kẻ sầu não được giải thoát tay đều có từ tâm làm lành. Vui mừng sung sướng nhân nhà khi như chuông khánh cầm sẵn không hổ không đánh từ rồi. Chư thiên và nhân dân trong cả cõi phần cá đều đem hoa hương đến giữ không đại xuống cúng dường. Bây giờ thế giới cực là ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ưng cõi nương nhờ oai lực của Phật mà thấy như ở trước mắt như được tịnh thiên nhãn thấy như quảng tam thương đại chúng ở cõi cực lạc. Cùng lại như vậy đều thấy đức Thánh Ca Như Lai ở thế giới ta bà này và chúng tỳ kheo vây quanh nghe pháp phẩm 39 từ thị thuật chỗ thấy bây giờ đến phan báo tôn giả nàng và từ thị Bồ Tát rằng các ông có thấy cung điện lầu các ao hồ rừng cây khắp cả vi diệu trang nghiêm ở thế giới cực là không. Các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sẵn cứu cánh đem hoa hương cũng dường khắp cõi Phật không tôn giả nan bành phật rằng bành đứng thế tôn chúng con nhìn thấy các ông có nghe tiếng lớn của đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không. Tôn giả nan bành rằng bành đứng thế tôn chúng con có nghe đức Phật bảo các ông có thấy chúng tình hành ở cõi cực lạc hướng nơi cung điện đi khắp mười phương cung dường chư Phật mà cũng bị trở
Mà thấy họ liên tục niệm Phật, không lại có các loài chim bay giữa hư không tiếng hót thanh thoát. Đó là do đấng Phật biến hóa ra, không ai từ thị Bồ Tát Bạch Đằng. Bạch Đằng Thế Tôn như lời Đức Thế Tôn nói, chúng con đều thấy cả đấng Phật bảo di lặng rằng nhân dân ở nước đó có thai sanh nữa. Ông có thấy chăng ai di lặng bạch rằng Bạch Đằng Thế Tôn, con thấy người thế giới cưng là ở trong thai như ở trong cung điện cõi già ma thiên, lại thấy chúng sanh ngồi kiếm già ở trong hoa sen tự nhiên hoa xanh. Do nhân duyên gì nhân dân ở cõi đó có hàng thai sanh hàng hoa xanh. Phẩm 40 biên địa nghi thành đấng Phật bảo ngài từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức nguyện sanh về cực là không rõ phần trí bất tư nghị trí bất khả sinh trí đại thừa quán trí vô đẳng vô luân. Tôi thường thân trí đối với các trí này nghi ngờ không tin, những vì tin tôi phước mà tu tâm hạnh lành nguyện sanh về cực lạc, lại có chúng sanh chữa nhóm thiền căn mong cầu pháp trí vô biên trí vô đẳng trí. Oai đinh quang đại bất tư nghị trí đối với căn lành công sanh lòng tin ý chí còn do dự đối với sự vạn sanh cõi Phật thanh tịnh không có tình chuyên, nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi kết thành thiền nguyện cũng được vãng sanh. Do những nhân duyên đó những hàng người này tuy đưa sanh về cực lạc nhưng không thể đến thắng cõi đấng Phật vô lượng thọ đường, chỉ đến biên giới cõi Phật ở trong thành tất bảo thôi, không phải đấng Phật muốn như vậy mà về chính họ tạo nên tâm nên đó. Vậy ở đó cũng có ao sen thân bao tự nhiên thọ thân ăn uống sung sướng như cõi trời nào lợi, nhưng ở trong thành đó không thể ra cõi nhà, ở trên đất không thể tùy ý cao lên. Ở đó 500 năm không thấy và không nghe được pháp, không thấy thánh chúng Bồ Tát thanh văn trí huệ không sang suốt, biết tin pháp lại ít tâm không mở mang ý không vui vẻ, nên ở đó gọi là thai sanh. Nếu có chúng sanh tin đó phần trí cho đến thân trí đoạn trừ nghi hoàng gieo ca thiện căn làm cả công đường chi tâm hồi hướng, nên được hóa sanh ngồi kiếm già trong hoa thân bao. Quan căn được thân tướng quang minh công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các băng Bồ Tát. Vậy Di Lặc Bồ Tát phải biết hạng hóa sanh đó có trí huệ thu tấn hạng thai sanh kia trong 500 năm không thấy tam bào. Không biết phép căn của Bồ Tát không được tu tập không đơn, không có nhân duyên cúng dường Phật vô lượng thọ. Phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoặc mà ra. Phẩm 41 hoàn tăng kiến phần thí như chuyên luận thánh vương, có bày ngục bao để giam những vương tứ nào mắc tội, trong đó cũng có lầu ca cung điện màn bao giường bao lan can cửa sổ giường ghế trang sinh quy bao ăn ngủ nghỉ phùng được cách dưỡng như chuyện luận thánh vương. Nhưng bị trói chân bằng xích vàng các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không? Ngài từ thì Bồ Tát Bạch Đằng Thế Tôn dĩ nhiên không vui
tôi thích khi họ bị giam cầm không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cẩn thận giúp xin nhưng cũng không toại. Bao giờ chuyện luân thanh vương bằng lòng mới được giải thoát này, Di Lạc Ca chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có tâm nghi hoàng phần khi cho đến quảng đại thì đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu do nghe danh hiệu Phật mà phát tâm tin thôi thì sanh về coi cực lạc ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn tựa cung điện, tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh không có uế ác, nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường phụng sự chư Phật, xa lìa tịnh ca thiện căn thù thắng, do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước hết, lòng ăn năn từ tranh cầu được ra khỏi thai hoa, khi đã hết nghiêm rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Nghe được kinh pháp lâu sau cũng được dài ngộ hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật tu tập ca công đức này. Vật đã phải biết rằng tâm nghi hoàn tổn hại rất lớn, mất lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát nên phải tin tưởng minh bạch vô thượng trí huệ của Phật. Ngài từ thì Bồ Tát bằng Phật bằng Đức Thế Tôn, tại sao có một hàng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiền mà không cầu vãng sanh? Này từ thì những chúng sanh này trí tuệ càng cờ phân biệt Tây phương không bằng cõi trời, do vậy không thân cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài từ thì bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh này luôn vui phân biệt không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói các chúng sanh này có nhiều căn lành, nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng, không cầu Phật huệ tam đắc phương, bao vui thú thế gian tuy cũng làm phước, nhưng chỉ cầu quả bao nhân thiên, tuy được quả báo đầy đủ phong túc, nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Nhà giờ cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tướng tà kiến vọng chấp, thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại an. Người ngu si đó không gieo căn lành, chỉ dùng thế trí biển thông thì tăng thêm tà kiến, làm sao ra khỏi đại nạn sanh tử được? Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phước lớn, nhưng vẫn giữ tâm không biết tình chăm sau nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát được. Nếu đêm cái trí huệ vô tướng mà làm ca công đức thân tâm thanh tịnh, xa lìa tâm phân biệt cầu sanh về tình độ, cho đến qua Bồ Đề quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát Văn Sanh Ngài Di Lặc Bồ Tát Văn Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu cả bậc bậc thôi Bồ Tát ở cõi Ta Bà này, và các cõi Phật ca đưa sanh về nước cực lạc. Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ứng Bồ Tát đã từng cùng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức đã sanh về cực lạc các bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Tu tam công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được, không những các bậc Bồ Tát ở cõi này
chân là cõi đưa đến phân bao tàng ở phương đông bắc coi chín mươi ưng băng thôi Bồ Tát sanh về coi cực làng càng bằng băng coi Bồ Tát ở những cõi nước đứng ở Phật vô lượng âm đứng Phật quang minh đứng Phật long thiên đứng Phật thắng lực đứng Phật sư tử đức Phật ly trần đứng Phật đức thủ đức Phật nhân vương đứng Phật hoa tràng đà vạn sanh số lượng mười trăm ứng hòa trăm ngàn ứng cho đến vạn ứng về đứng Phật thứ mười hai hiểu là vô thượng hoa có vô số chung Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bằng băng thôi chuyện đã sanh về coi từng là các vị ấy có trí tuệ giống mạnh từng cũng dưỡng vô lượng chưa phần rân mừng tình tăng thẳng đến những thừa trong bài ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả trăm ngàn ứng kiếp tu tập đừng phần thứ mười ba hiểu là vô ý có bảy trăm chín mươi ứng đại Bồ Tát ca vì Bồ Tát khắp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi cực là không đếm kể đường danh hiệu của chư Phật trong mười phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh chỉ nói tên thôi mãn kiếp cũng không hình phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa này từ thì ông thấy các bậc Bồ Tát mà ta kia được nhiều lời đến như vậy nếu có trai lành gái tín nào được nghe danh hiệu đứng Phật A Di Đà sanh tâm vui mừng hơn ở chừng một niềm quý chim lệ như thuyết tu hành phải biết người này được lời lên được nhiều công đức như đã nói ở trên tâm công từ ti cũng công công cao thành tựu thiền căn được thêm tăng trưởng phải biết người này không phải tiểu thừa trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân đã tu là ở thế gian này nên phải hơn ở thiên thích tu tầm sanh tâm hiểu nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau đường và bấm bấm thôi truyền thấy đưa coi cần là rộng lớn trang nghiêm nhiệm thọ thổ thắng viên mang công đức hơn cả nên phải kinh tăng vân dự pháp môn này cầu được vãng sanh công nên sanh tâm thôi thân hư nguyện dù có bao hàng lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối hận tại sao vậy vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vì diệu này không có tâm sai trái có nhiều vì Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này phẩm 44 thọ ký Bồ Đề về đời sau đến khi chánh pháp diệt ẩn nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành đã từng cúng dường vô lượng chư Phật nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bì mới gặp được kinh pháp này giờ nhìn thọ trì sẽ được quan đại những thiết tri ở trong kinh pháp đó hiểu rõ cặn kẽ sẽ được nhiều hoan hỷ nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập các thiền nam tín nữ đối với pháp này nếu đã cầu hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích các ông nên phải kiên định chắc chắn trong cả căn lành nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ nghi ngờ chẳng vào các cõi trăng bao thành tựu lao ngùng này A Di Đà những hàng đài oai đức này thường tự
mà đại thừa mà đưa lên đối với pháp này không chịu lòng nghe có đến một ức vị Bồ Tát nói chuyện bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này việc chép cũng dường thọ trì đồng tụng trong chút thời gian vì người diễn nói khuyên họ lòng nghe không sanh ưu não cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà. Đối với đạo vô thượng tròn không thôi chuyện nhà sư ba ngàn thế giới tràn ngầm lửa lớn người đó kia mang chúng cũng có thể vừa khỏi sanh vào cõi nước cực lạc. Bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ Đề Tăng cá Như Lai đồng tháng tháng vì thế nên phải chuyên tâm tin thọ trì tùng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này ta nay vì chúng sanh mà nói kinh này kiên thấy được đứng Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hễ có tâm nguyện cầu được như ý chớ để sau khi ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoặc đời tương lai khi kinh pháp diệt tận ta đem lòng từ bi thương xót đặng biệt lưu kinh này lại trong một trăm năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều đường độ thoáng Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy kinh pháp của Phật khó được khó nghe gặp tiền trí thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin kinh thọ trì là điều khó trong khó không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ thâm thanh tình hân hở vui mừng hoàng rau tông dừng đứng hay mắt rơi lệ là do đời trước từng làm phần sự không phải là người vi phạm. Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi đối với kinh Phật đều không tin tưởng đó là từ án đạo sanh ra túc hương chưa dứt chưa được độ con nên có tâm hồ nghi không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần tu kiên trì này di lặc Bồ Tát pháp của chư Phật Như Lai vô thường đủ thập lực vô ý thầm thâm vô ngại vô trước pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai thì người không có lòng tin sao vẫn chắc cũng khó gặp được kinh pháp này. Ta nay như lý thuyền nói pháp môn quảng đại vì diệu nhân thiết chư Phật xưng tăng này đem giao phó cho các ông càng ông phải cẩn thận phù hộ làm lời ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài chớ để cho chúng đoa lạc trong ngũ tu chiều ca khổ anh nên xin tu hành thuận theo gia ba của ta phải tâm nguyện như Phật thường nhớ ân sư phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu không bị tiêu diệt kiên cố giữ gìn không để hủy hoại vong tất cả kinh pháp nhiều in nhớ kỹ không quên quyết được đạo qua pháp của ta như vậy làm như vậy nói như vậy Như Lai đã hành trì cũng theo đó mà hành trì tu ca phương tiện cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47 phước huệ được nghe bây giờ đừng Thế Tôn nói bài tụng rằng nếu xa xưa không tu phương huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đà từng cung dường tháng Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này kêu mang giải đại và tà kiến.
người mù hằng thấy khói đen, không thể dẫn đường cho người ca chí tình chưa Phật trồng căn lành cứu đời hằng thiện mới tu tập nghe rồi thọ trì và biên chép đọc tụng tán thán và cúng dường. Như vậy những tâm cầu tình độ giá sự lửa cháy khắp ba ngàn nhờ oai đức Phật tất siêu về quê bệnh vãng sanh coi cần là biển trí huệ Như Lai sau rồng chỉ Phật cùng Phật mới biết đường. Thành văn ứng kiếm si trí Phật bằng hành sinh cũng không thể yêu công đức Như Lai Phật từ biết chỉ có Thế Tôn mới khai thì tăng người có được Phật có gặp. Tin huệ nghe pháp khó trong co neo tăng ưu tình sắm thành Phật hành hơn phổ hiền lên bờ giang ơi những kẻ học rộng trí cả nên tin lời như thần của ta. Diệu pháp này may phước được nghe nên vui mừng hãy chuyên niệm Phật thọ trì khuya khoảng biến sanh thứ Phật gọi người này thật bằng lành. Phẩm 48 nghe kinh đường lời ấn khi đừng Thế Tôn nói kinh này rồi có một vạn hai ngàn ná vô tha chúng sanh xa lìa trần cầu được pháp nhãn thanh tình. 20 ấn chúng sanh chứng quả na hàm 6.800 tỳ kheo lầu tận tâm được giải thoát. 40 ấn bồ tát được bất thôi chuyển dùng công đức hoàn thể mà từ trang nghiêm quá vô thượng bồ đề. 25 ấn chúng sanh được bất thôi nhận 4 vàng ấn na do tha trăm ngàn chúng sanh chưa từng phát nguyện thành Phật này mới phát tâm gieo ca căn lành nguyện sanh về cực lạc. Thấy bằng A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ tay đều thứ lam thành Phật khắp các phương cùng một danh hiệu là diệu âm Như Lai lại có tam vạn câu chi na do ta hữu tình. Ở mười phương coi vong hoàng hiền vạn sanh hoàng sẽ vạn sanh thay Phật A Di Đà được thọ kỹ pháp nhân thành vô thương bồ đề khang hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với đức Phật A Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động sao cấp và hiền cán hy hữu thần biến quang minh sáng chói chiêu cầm mười phương lại có chữ thiên giữa hư không táo âm nhạc vi diệu cho đến chư thiên sẵn nhơi cũng nghe và khen chưa từng có vô lượng hoa đẹp thơm rơi xuống tôn giả nan di lăng bồ tát và Văn Thiên Long Bát Bồ Tát cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tin thọ vùng hành Phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác bồ biết tâm kinh này mà xa lời từ sáng bấm gì không không bấm gì sáng sáng tấn thì không không tấn thì sáng thọ tấn hành thân gì phùng như thì xa lời tử thì chữ pháp không ai tấn bất sanh bằng diệp bấm do bấm tình bấm tăng bấm giảm thì có không trung vô sáng vô thọ thương hành thân vô nhãn nhị tỷ địa thân ý vô sáng thanh hương về sung pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô minh diệm vô minh tăng này chi vô lao tư diệm vô lao tư tăng vô tâm diệm đạo vô tri diệm
di vô sở đắc có bồ đề tăng đoài bán nhã ba la mật đa vô tâm vô quay ngài vô quay ngài vô bồ hư cũng vô miệng ly điên đau mong thân cơ căn niệm bằng tam thế chư phật y bán nhã ba la mật đa cố đắc na nô đa la tam miêu tam bồ đề cố đi bằng nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế cố chân thiệt bấm ngư cố thuyên bằng nhã ba la mật đa chú tức thuyết chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng ba yên đế Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Đó cho
Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu đằng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức người Phật Di Đà, một lòng sinh niệm cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang diêm thọ. Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thiện cho con được thấy lại thấy tướng màu Quan Âm Thế Chí Các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm về đẹp quang minh xin đều thấy rõ. A-di-đà đến rước từ xa, Quan Âm Cam Lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đại Trao đỡ gót, trong một sát na lìa ngũ trường. Khoảng tay có dội đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tô, nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ, liền bộ vô sanh nhân không rời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh ai lấy trần lao làm phận sự. Con nguyện như thế phần chứng tri kết cuồng về sau được thành tự niệm Phật lại Phật công đức thu tông vang vô lượng quang phân sáng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chướng tấn tiêu trừ. Thế thế thượng anh Bồ Tát đạo, nguyện sanh tây phương tịnh độ trung, cứu phẩm liên hòa vi phù màu, ngộ vô sanh bằng tôi Bồ Tát Bi Mạn Nữ. Nguyện vị thừa công đức phố cầm nhất thiết, đảnh giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phật Liên Tòa Chứng Ngã Minh. Phục nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, báo tâm này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà chân tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân không tận bình, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật Phật và thanh chú
trong tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thủy Từ Chân Tích Quán Lâm Phong Ngọc Hào Quang Gia Hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc, tận bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ, trang nghiêm xuân đa kiệt, khánh hà bảo bình an, thu tống tam tài đồng minh, bách phước một hậu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thủy Từ Phong Ngọc Hào Quang Tiến Dẫn Chương Linh Vong Linh Cửu Huyền Thân Tổ Tập Nhị Loại Cô Hồn Ngã Quỷ Hà Sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đạo Phật Tiền Văn Kinh Thinh Pháp Cốc Xã Mê Độ Siêu Sanh Tình Na Đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thời phạm giới, chúng sanh tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đồng